Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món pizza cà tím chay. Thì món này các bạn nhìn thấy nè, cái pizza của mình nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà cái đế thì các bạn nhìn thấy nè, thì mình cắt ra này ha. Bên trong nó mềm nhưng bên ngoài nó rất là giòn nha. Mình phủ lên một lớp phô mai á, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Bây giờ đầu tiên thì các bạn chuẩn bị 30g bột chiên giòn, các bạn thêm 40ml nước và các bạn quậy đều. Để đây cho bột nghỉ nha. Bây giờ mình chuẩn bị một trái cà tím và các bạn sẽ cắt khoanh tròn khoảng 2 cm. Các bạn đừng có cắt mỏng quá nha, cắt mỏng quá thì cái bánh mình làm nó không có được ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ để đây. Mình sẽ đi chuẩn bị thêm một ít bột chiên xù. Bây giờ các bạn sẽ áo cái phần cà tím, các bạn sẽ lăn qua bột nước và sau đó các bạn lăn qua bột chiên xù. Rồi, mình đã làm xong rồi các bạn. Và bây giờ các bạn mang qua bên chảo để mình chiên nha. Các bạn chiên với lửa vừa vừa thôi ha. Các bạn chiên cho cái miếng cà tím nó vừa vàng tới là mình lấy ra nha. Sau đó các bạn cho lên một cái giấy thấm dầu để cho nó giảm bớt cái lượng dầu ở trong cà tím ha. Sau khi chiên xong thì mình sẽ cho nó lên một cái khay. Để mình chuẩn bị nướng bánh nha. Tiếp tục thì các bạn để đó và mình chuẩn bị thêm hai trái cà chua. Bây giờ các bạn sẽ cắt lát. Các bạn cắt vừa vừa, đừng có mỏng quá. Các bạn cắt vừa vừa giống như mình đang làm ha. Sau đó cho những cái lát cà chua lên những cái miếng cà tím nha. Mình thêm lên đây là một ít lá kinh giới cay, loại khô các bạn. Loại mà các bạn dùng để làm pizza hoặc là làm mì Ý đó ha. Và tiếp tục mình sẽ phủ lên đây một ít phô mai mozzarella nha. Cái loại mà chiên để mình làm pizza đó ha. Sau đó các bạn mang đi nướng 10 phút với 180 độ C nha. Và cái bánh mình đã nướng xong rồi nè các bạn, nhìn rất là hấp dẫn ha. Cái lớp phô mai nó tan chảy ra, cái mùi rất là thơm luôn. Và khi mình ăn nó có cái vị béo rất là ngon nha. Cái đế pizza thì bên ngoài nó rất là giòn, bên trong thì nó vẫn còn mềm, rất là ngon và ngọt nha các bạn. Các bạn ăn với tương ớt và cái sốt mù tạt thì rất là ngon. Cái bánh của mình ăn nó đậm đà lắm các bạn. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.